Cái này có đường trượt kia nữa. Máng trượt á. Ừ. Chào mừng cả nhà đến với kênh Minh Phương Vlog. Thì buổi sáng hôm nay Phương đang có mặt ở đây là Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay chuyến hành hương của Phương là sẽ đi đến chùa Phật Quang. Thì ngôi chùa này lâu lắm rồi Phương mới đi lại trở lại. Hôm nay có dịp đi ngang đi núi Thị Giải nên đến đây tham quan và chia sẻ với cả nhà. Thì ngôi chùa này cách Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 30 cây số hay là đúng không? Nãy mình đi coi là cách nãy mình lúc mình đi 30-30 cây số. Ừ. Nó chùa Đại Tùng Lâm đi gần chùa Đại Tùng Lâm mà chạy ngược ra hướng Vũng Tàu khoảng chừng chừng 20 phút. Thì ngôi chùa dưới chân núi đó nha. Đây là đang đi thả dốc bậc tam cấp xuống. Còn đây có máng trượt để dành là vận chuyển đồ nặng, bỏ lên máng trượt hoặc là những người cụ lớn tuổi có thể ngồi lên máng trượt chạy xuống. Núi Dinh, ngôi chùa nằm ở núi Dinh của Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày hôm qua lên núi Thị Giải mà cái chân này nó còn ê luôn á Lập. Cái chân phải em. Ồ, chim hót à, đã ha. Con này con bù trao nè. Cái đầu nó trắng á. Bấm vô YouTube phải bấm vô Google á, bù trao. Kêu vậy đó. Qua. Bữa qua là mùng 1 giờ người ta đi nhiều, hôm nay là mùng 2. Nhiều cũng nhiều người ha. Họ đi. Cũng lại ra. Chắc là xuống đây. Cái này tải xuống nè. Đây là cái máy trượt để dành nè, tải đồ hoặc là những cụ lớn tuổi có thể đi trên máy trượt thì cũng được. Không gian yên tĩnh. Dưới đây có nhà vệ sinh. Rộng rãi. Bắt đầu đường vào chùa. Này căng tin nhìn xuống nữa. Tại đây có căng tin nhưng mà do mấy ngày này chắc cũng ít khách tham quan du lịch nên không có bán, chưa bán. Đây dùm núi, đây có âm tầm xanh mướt. Vừa xuống bậc tam cấp rồi bắt đầu đi theo con dốc này, nó cũng phẳng, nó cũng không khó đi mấy. Bắt đầu tới ngôi chùa cả nhà. Có đi lần nào chưa Lập? Chưa. Lần đầu luôn không? Chỉ có nghe thôi chứ chưa. Đường vào chùa hang nha. Ở đây có nhiều địa điểm tham quan hết đây. Chị ở dưới đây là chùa hang hả chị? Đẹp, cảnh đẹp xuống. Dạ. Để mình xuống tham quan thử. Là điểm chính đó, nhưng mà giờ mình xuống thử tham quan với chùa hang này. Ồ, chánh điện bên đó. Nghe người ta sinh hoạt không hiểu. Chánh điện là ngôi chùa chính, là chính của chính thức của ngôi chùa, cái điểm bị, chính. Chánh điện thì bị cái bảng nó để sinh hoạt phải không?
giờ bên chùa hang này to lắm quá trời. Này là các con, ủa, con đường này cũng làm lâu rồi, nhưng mà này do đang xe cắt nên đất đổ qua trên đổ xuống. Đường cũng mát, ở đây cây cối nhiều, chim hót líu lo. Lúc trước em có đi nhưng mà có đây rồi hả? Má mười đi lâu rồi, mười đi rồi còn nhỏ, đi với mẹ chục năm hơn mà chưa có biết chỗ này nữa. Chị xuống dưới đó mà xuống tham dự ngày lễ lớn á. À mình đó ha. Chút đây cũng nhiều ghê. Có một ngọn suối. Để mũi tên đường vào chùa hang có hướng dẫn. Tới đây có một con suối, nước chảy róc rách. Có người đang quét dọn. Xuống nữa ra ngoài kia có à? Cá hả? Ừ. Suối đó, có cá suối á. Dưới nó có, này không có, dưới có. Mô Phật. Mô Phật. Quan hỷ, trời ơi, sáng sớm làm quét hả anh? Không có đi quét trễ chứ, sáng sớm là quét sớm rồi. Đúng vậy đó hả, bữa nay quét trễ hả? Trời cũng còn sớm mà, trễ gì? Tại sáng mặt nguyệt. Dạ. Dạ. Này có, dưới này có nhóm khách lên á. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Em cảm ơn. Dạ. Dạ. Cái này nước từ thượng nguồn từ đâu chảy xuống? Đây là đường lên chùa Hang. Tới chùa nha. Chùa Hang này là một cái, không phải là bên chánh điện của ngôi chùa, đây là cũng là ngôi chùa nằm trong cái công viên của chùa Phật Quang luôn. Tới à? Ủa, lên trên hết đường. Đây. Có người có tảng đá luôn. Hay ghê. Có tảng đá chịu từ cái tảng đá bên đây, tảng đá kia, đây khi mình ở trong góc trụ. Đây có thờ tượng Quán Âm Di Lặc.
Đây có gốc cây mà đâu. Gốc cây chữ mục. Lập anh coi cái ta. Cái tảng đá hay là tảng đá thiệt bự rồi, thấy không? Nó có cái cấu kết nhờ cái tảng này. Đây cái tảng này. Thì ở đây thầy mới xây thêm cái trụ nữa. Tự nhiên có nguyên cái tảng đá. Nặng lắm á, cái tảng đá này nặng lắm á. Hay là ha. Nguyên tảng đá để nằm bên đây. Hay. Đây. À, tượng Lộ Thiên. Bãi chảnh là chắc hết đường lên hay gì. Tượng Lộ Thiên 20 mét là còn à. Đây đã coi. Có cái bản hướng dẫn đó. Tượng Lộ Thiên 20 mét hướng mũi tên đi lên. Phải không? Lên rồi. Phải không? Hay là hết rồi? Được, nên được mà. 20 mét là còn là 20 mét. À, còn được lên nữa cả nha. Còn. À, có tượng. Muốn âm. Ồ. Đẹp nha. Trên đây có Di Đà, Đức Phật, Di Lặc. Không, cái này là Bổn Sư. Không, bên đây nè, Di Lặc, Di Đà. Không. Bổn Sư đây Di Lặc. Mà Bổn Sư luôn hả? Đây là Bổn Sư, Bổn Sư là Đức Phật mà. Ừ, bên đây. Ở Bình Bắc đi khất thực á. Là Đức Phật thời nay. Đây có nhiều thờ, nhiều tượng Lộ Thiên, Di Lặc, Quán Thế Âm, Bổn Sư. Đây gần kế bên có nghe tiếng nước suối chảy dốc dách. Thằng núi ngã này hay quá ha. Hả? Thiên nhiên hay ha. Ừ, rồi. Có hòn đá đây ra một con suối, một con suối hay thật, suối từ trên xuống xuống rồi. Đây có đường đi nữa nè Lộc. Ừ. Ồ, đây có một con suối nữa, đá hay đẹp ghê. Nước này mát lắm á. Ừ. Hay ha. Ừ. Rồi. Mát. Mát không? Mát. Nước trong đá mà. Ừ. Đá mát lạnh luôn. Mát, mát lạnh. Để con ngọt thôi. Ừ. Ngọt quá mới lạc. Không. Nước mát lắm đó nha. Nếu mà trời trưa chắc không còn mát dữ. Anh ơi anh, cho em hỏi thăm cái con đường đó mình đi lên đó đi đâu nữa anh? Có lên cái cọng dây văng đúng không? Dạ đúng rồi, dây đó đỏ cọc cọc. À, dây đó đỏ văng, cái đường nó đi lên chỗ lên tú trên suối Tiên á. Suối Tiên. Ừ. Suối Tiên là gì? Suối Tiên là cái suối nó liền với suối này nè. À, à mà cũng có đường đi lên tham quan luôn. Cái suối đó chia ra hai nhánh, một nhánh về bên kia, một nhánh bên kia, nhưng mà cái suối đó rộng lắm. Dạ. Cái suối đó cái bề ngang nó rộng hơn cấp 3 cấp 4 cái suối. To vậy đó hả? À, cho nó cũng có khách hay
chỗ đó là cũng có cái chùa cốc nhỏ chảnh nhưng mà đi xa lắm. Dạ. Đi từ đây bằng ra cái bản chùa hang ngoài đó đó, nhưng mà leo dốc đứng không à. Dạ. Sợ anh đi không nổi thôi. À dạ. Để đó cũng được, lên đó chung chỗ lên có con đường nhựa nữa. Dạ. Đường nhựa đi thẳng xuống Phật Quang cũng được. Đi thẳng xuống đâu à? Đi xuống chùa Phật Quang. Là đi vòng ra chánh điện luôn đó hả? Không, vòng cái chỗ mà anh để xe. À, đi vòng ra bên ngoài cổng đầu. À cổng đầu á. Dạ. Nhưng mà xa lắm, không vẫn 3 cây. Dạ. Dạ. Còn chánh điện là chỗ này ha? Ờ, chánh điện là anh quẹo xuống ngay chỗ bản chùa hang, quẹo xuống có tượng Phật như cái nhà. Dạ. Dưới chánh điện. Dạ. Dạ. Dạ, anh cảm ơn ha. Một phần. Có cơm chay á, mình dùng. Dạ 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 dạ. Buổi sáng này cũng. Dạ. Suối này thì nó sẽ to hơn suối kia. Nghe các anh ở trong chùa anh chia sẻ, đường này là đường đi dốc, nếu không đi đường dốc, không thích khám phá mạo hiểm thì có thể đi con đường nhựa bên ngoài, nhưng mà đã tham quan thám hiểm thì đi những con đường này nó mới thấy thiên nhiên hơn. Đầu lên dốc để mà vượt dốc để mà lên cái con suối thượng nguồn. Đi qua những cái hòn đá này cũng không có trơn mấy. Cũng dễ đi thôi, tuy là dốc nhưng mà đi cũng được. Lên đây rồi thấy bắt đầu giờ tới rồi nè. Lên đâu còn một đoạn nữa nha, cũng gần tới à. Bỏ giấy cái nào đi. Đây là cái họ túi đầu nguồn đấy nha. Bỏ đi, bỏ sắt đi. Rửa mặt đã lắm. Có mấy hồng nước, mấy cục nước có rồng rêu quá trời. Rửa mặt có mát không?
Ủa chất đá lên làm nguyên cái ngọn núi đây chi ta? Chất gì lên chi vậy? Không lẽ ở dưới là có cái hầm hay là gì? Mà cái hầm không đúng nữa. Mà tự nhiên chất lên nguyên cái ngọn núi vậy chi? Cái cây đó rải cây lên thì cái mốc nó ăn rải xuống đó. Hả? Không hiểu chắc chi đúng nhưng rồi, mà... hỏi anh, tự nhiên mà đâu ai ôm đá chắc lên vậy chi cho cực dữ à? Nếu mà muốn tạo cảnh núi đâu cần đâu đây, núi đá quá trời. Ừ. Có cái gì đó thôi mình không biết thôi. Nhưng mà cái cây này nó lên vậy đó. Đó xuống như là rễ của cây đó đó. Ừ. Thấy không? Đó rễ của cây đó đó. Ừ. Thì bên đây là hướng chiều hang, còn bên đây là hướng đi dưới đây cả nhà. Là dưới đây mới là đường vào chánh điện của ngôi chùa. Thank you.